Hiện chúng ta chào tất cả anh em nhé. Đây là quá trình làm lụp cho anh em này. Đó, tất cả thợ đang ngồi làm lụp cho anh em đây. Tất cả những mối lồng lụp này là mối nhỏ, mối nan là bên em cột bằng dây siêu bền nhé. Đó, cột tất cả bằng dây siêu bền hết. Cột dây, hộp dây siêu bền này nó mới bền, nó mới được lâu. Hàn thì một thời gian là nó bung. Đó, thợ đang cột dây siêu bền này. Và thợ làm liên tục luôn, làm liên tục mà không kịp hàng gửi cho anh em. Quá trời lồng này, lá này. Làm liên tục. Thợ này ngồi đan lưới này. Lưới bên em đan bằng đan tay hết nha anh em. Tất cả đều đan bằng tay hết, dù siêu bền luôn. Cứ đan bình thường đi. Đó. Và những mối lưới là mối lưới bên em là đan mắt, là mắt không chạy nhá. Căng tay là nó cũng không chạy. Lằn cả tay này mà nó không chạy được. Mắt là mắt chết luôn. Chứ mắt chạy hẳn là mắt chạy là chim nó dễ ra. Cột cái nan đằng trước thành cột dây siêu bền hết. Coi hai cái mặt nan, cái lồng này gần hoàn thiện này nhanh nhé. Cho anh mượn cái này tí nữa. Đây nghe nan này nhé, nan siêu dày luôn. Nan ở mặt trước dày lắm. Lưới này. Cầu từ này, cầu từ rất tròn và đẹp nhá. Những cái mối buộc cũng sẽ siêu bền hết này. Còn mối đầu này là hàn này, hàn này. Đó, dây siêu bền hết. Quá đẹp phải không anh em? Mối hàn này, hàn rất đẹp. Tất cả đều bằng full inox hết nhá. Lò xo này. Lò xo này bằng thép AC nhá. Thép AC điện lực, xài không bị xuống lò xo. Mà không bao giờ bị rỉ nha anh em. Anh em đi đánh nước thoải mái không rỉ. Đít này. Đít lòng em có làm bằng làm kín hết. Đó. Rồi cuối cùng mình để phủ miếng nhựa lên, lưới nhựa lên. Là ok, chim không bao giờ ra. Anh em xem form lồng. Quá chuẩn luôn. Nan thì dày. Anh em nào cần lụp ấy, in full inox, lụp quốc full inox thì cứ để số điện thoại liên hệ số điện thoại em để cuối video nhé. Tay sách. Đó, lồng rất là nhẹ. Ôi, cảm ơn anh em đã coi video.